Từ ngày 1 tháng 11, theo quy định tại Nghị định số 105 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non, trẻ mẫu giáo có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa. Theo đó, trẻ em độ tuổi mẫu giáo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa với mức 160.000 đồng một trẻ một tháng, nhưng không quá 9 tháng một năm học. Đối tượng trẻ được hỗ trợ phải đảm bảo một trong những điều kiện sau: có cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em, hoặc trẻ em thường trú ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, không có nguồn nuôi dưỡng, là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em là con của thương binh liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trẻ em khuyết tật, học hòa nhập. Cũng trong quy định này, giáo viên mầm non tại các trường dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng một tháng.